Dạ xin chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước Thì à, hôm nay ở clip bán hàng này Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình Một cái mặt hoa à, cực kỳ đẹp nha các cô chú anh chị Đó là thanh đạm Indo à, Thanh đạm Indo à, Dòng này nó hoa nó rất là quyến rũ nha các cô chú anh chị Hương thơm ngào ngạt à, Đây là một số cái, cái hình ảnh à, em sưu tầm Em sưu tầm à em sưu tầm để uh, chia sẻ đến các cô chú anh chị để các cô chú anh chị mình thấy được cái vẻ đẹp, à vẻ đẹp mê hồn của cái thanh đạm indo khi đang tổ hoa à, cực kỳ uh, phê nha các cô chú anh chị. À, à, các cô chú anh chị mình thấy không? Qua wow, trời quá đất, qua wow, trời bông, bông khủng khiếp lắm các cô chú anh chị. à À, đây còn cái nữa này. đây là có những hình ảnh này mà nói chung mà những cái chậu này mà nở ngay cái đợt hội uh, thi thì bảo đảm chỉ có từ lấy giải nhất tới giải đặc biệt thôi quá xuất sắc cực kỳ xuất sắc à, à, đẹp mê hồn luôn nha các cô chú anh chị đẹp mê hồn luôn rất là đỏ ừ. đây là cái mặt hoa chụp gần à. À, chụp gần để các cô chú anh chị mình thấy được cái 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 vẻ đẹp của của thanh đạo minh đô thì đây các cô chú anh chị à, đây là 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 một số cái hình cây mẹ muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình ở cái clip bán hàng ngày hôm nay à, cái thanh đạm indo này các cô chú anh chị tức là khi mà mình để nó tự nhiên nó vẫn ra hoa nó vẫn ra hoa nhưng mà với số lượng hoa nó không được nhiều à, nó không được nhiều bằng cái mình kích thích ra, cho nó ra hoa nha các cô chú anh chị à, ví dụ như là cô cô chú có tưởng tượng là một cái củ như thế này thì nó 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 ra hai giò hoa à, nhưng mà thì đó bao nhiêu củ tơ thì nó ra là bao nhiêu rồi đó 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 là mình kích thích còn khi mình để tự nhiên thì có 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 cũ nó ra còn có cũ thì nó lại ra con và có cũ là nó nín nó không ra luôn đó, nó chỉ ra một cái mầm hoa thôi ví dụ vậy. Đó. Đó. Khi mà mình kích bảy cái, cái phần thuốc nó cũng một phần tạo nên cái 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 cái, cái vẻ đẹp của của cái cái, cái hoa lan là nó vậy đó các cô chú anh chị. Đó. Tùy theo à, tùy theo loại nha các cô chú anh chị. À, cũng nói thêm à, tức là cái dòng này nó không chịu được nắng nhiều đâu nha các cô chú anh chị cái dòng này thì nó chịu uh, nắng là đã từ khoảng chắc mình che lại khoảng uh, tầm sáu uh, mươi nắng đó, còn lại chừng bốn mươi là nó thích hợp chứ còn nắng quá là nó rất là dễ bị cháy lá nha các cô chú anh chị nắng quá là nó sẽ rất là dễ bị cháy lá đó, các cô chú anh chị lưu ý giùm em Rồi, cái phần đó một cái nữa là cái 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 thanh đạm window này nó lại chịu ẩm đó, nó chịu ẩm nó chịu ẩm như, như đây cái lớp mặt là, là trồng bằng mà, trấu sống này các chú anh chị trấu sống trộn với mộng dừa rồi cộng vô đó là một ít cái dấn cộng à, à, cộng vô là một ít cái dấn cộng ít dấn cộng đó, nó sẽ giữ ẩm tốt À, những cái này thì nó nó mình mình trồng thông thoáng ở dưới thì nó sẽ thoát nước được tức là nó chịu ẩm nhưng mà cái vừa phải thôi tức là nó phải thoáng nó phải thoát nước được chứ còn không phải là là nước nhiều lắm nên là cái chậu trồng phải thoáng đó em nói sơ sơ về cái cái là những cái đặc điểm đó để các cô chú anh chị mình lưu ý giùm em rồi em còn cũng một số giò một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 99 à, cái uh, mã số. Rồi. Đây các cô chú anh chị, mã số 1 500k. Ít cũ nhưng mà nhiều dồi hoa. Bây à. giờ mình nói gì dồi hoa. Ví dụ như cái cọng này các cô chú anh chị thấy, nó như bên đây là ra một cây con nè, bên đây là ra một cái dồi hoa. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Còn đối với cũ này thì giữ luôn. Cái cũ này một cây con thêm ba cái dồi hoa nữa. Đó, này giữ luôn. Rồi, cái 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 uh, chậu mã số 1 này là 500k, 500k thì nó có 11 giò hoa. Để em đếm các chú anh chị mình xem ha. À, mình bắt đầu từ từ ngay chỗ cái 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 cọng này nha. À, bỏ cái giò đi. mà đếm luôn nha. 1 2 3 4 nè. À, 5 nè, ở trong nữa rồi nữa là 6. 7 8 9 10. Đó, à, với giờ này nữa là 11 giờ bông. Đó. À. 11 giò hoa nha các cô chú anh chị, 11 giò hoa. Đó. Ít cũ nhưng mà một củ nó ra hai giòi ba giòi thì nó cái số lượng giòi hoa nó rất là nhiều nha các cô chú anh chị. Đó, đây là mã số 1, mã số 1 500k, 11 giòi hoa. Đó. Rồi, tiếp tục là mã số 2 các cô chú anh chị, mã số 2, mã số 2 này là 500k luôn. 10 giòi hoa. Rồi, bây giờ mình xuất phát từ ngay chỗ số 10 này ha. Nè, một vòi hoa nè vô trồng cái cái đầu này thì nó lại dò hoa trong nhiều các cô chú anh chị nè có một hai ba đó một hai ba nằm dồi nằm trong đó bốn dòi năm dòi luôn nằm trong luôn các cô chú anh chị năm dòi với cái một với cái dòi này là trở lại giờ này ha là sáu sáu đây nè bảy nè đó, đây dòi nữa tám nè chín nè mười nè mười một nè ok vậy tới 12 giờ luôn rồi đó. tới 12 giờ luôn rồi cũng có thể sai một hai giờ gì đó nha các cô chú anh chị thì mình đại khái nó như thế đi đó em vẫn bán giá đó mà tức là mã số 2 này 500k đó. cái này nhiều cũ đó. nhiều cũ rồi hoa ra vừa ra ở phía trong vừa ra phía ngoài luôn đây, đây các cô chú anh chị 500k mã số 2 giờ tiếp tục đây là mã số 3 các cô chú anh chị Mã số 3 Mã số 3 này cũng là 500k 9 Chính rồi hoa Bữa trước đếm là chính rồi Bữa nay đếm lại nha Một nè à, Hai nè Nghe thời dây nha cô, cô chú anh chị để ý Nghe đây 1 2 Ở trong Ở trong nó có hai dồi nữa nè Ủa ở trong nó có một dồi Một dồi ở trong là ba Ba nha Rồi đây dồi nữa là bốn 5, 6, 7 à, 8, 9 à, Như vậy là cái chậu này là chính xác là có 9 rồi hoa à, Cái này cũ nhiều nè Các cô chú anh chị à, Chơi xong đợt hoa này là, là mình đem ra nhân giống luôn à, Mình nhân giống mình có thể mình, mình mình nhân ra được làm 2 hoặc 3 chậu gì đó à. Đó, mã số 3 rồi tiếp tục đây là mã số 4 các cô chú anh chị Mã số 4 này cũng là 500k Cái này bữa trước đếm là 8 rồi Để em đếm lại nha 1, 2 nè à, 1, 2 rồi nè 3 rồi ha 3 rồi Ở phía trong em thấy có nè à, Ở trong nó có một rồi nè Đó, à, 4 Ở đây 1 rồi nữa là 5 Ở đây 2 rồi là 6, 7 Và yeah, đây một dòi nữa là 8 Rồi à, chính xác luôn Đó là có 8 dòi Cái này cũ mập mạp đẹp nè các cô chú anh chị à, Mấy cụ tơ ra đẹp 8 dòi hoa à, 8 dòi hoa cho mã số 4 500k nha các cô chú anh chị Rồi tiếp tục là mã số 5 các cô chú anh chị Mã số 5 này 450k 450k thì nó có 6 dòi hoa Rồi 6 dòi hoa đếm lại rồi liên tục là có 3 giòi hoa liên tục luôn các cô chú anh chị 3 giòi hoa 4,5 cách bên đây thì lại không có đó. ồ đây giòi là 6 ồ mới thấy uống thêm giòi nữa đây là 7 vậy là cái này là 7 giòi hoa chứ không phải 6 giòi hoa nha các chú anh chị 7 giòi hoa đó cái này ít ít rồi chứ cũng cũng đẹp, cũng tròn nha các cô chú anh chị. Đó. Mã số 6, mã số 5. Giờ tiếp tục đây là mã số 6 các cô chú anh chị. Mã số 6 này 450k. Thì nó có là năm dồi hoa. Rồi để em em đếm các cô chú anh chị mình xem ha. Coi nó 1 2 à, 4, 5. Rồi năm dồi nằm có con chỗ luôn. Để quay lại miếng nữa coi nó còn nữa không. Rồi, vậy là cũng có năm giò hoa thôi các cô chú anh chị. Mấy cái kia mấy cái, cái chỗ kia nó đã ra rồi lần trước hết rồi. À. Này thân thủ cũng đẹp. Cái này chơi xong là cứ nhân giống thôi nha các cô chú anh chị. À. Mã số 6. Mã số 6 450k các cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp tục là mã số 7 nè các cô chú anh chị. Mã số 7 450k luôn. 450k nó có năm giò hoa. Rồi để em đếm nha. Rồi, ở trong là thấy có một giò nè. À, ở đây đồi nữa là 2. 2 vòi. À đây vòi 3 vòi, 4 vòi. 4 vòi. À bên đây một vòi nữa. Đó, à, một vòi mới nhú lên là 5 vòi. Rồi, như vậy là chậu này có 5 vòi hoa. 5 vòi hoa thôi nha các cô chú anh chị. mã số 7 450k 5 giò hoa. Rồi tiếp tục là mã số 8. Mã số 8 này cũng là 450k, cũng 5 giò hoa. Rồi, bắt đầu từ nghe chỗ này ha. Rồi, ở đây là mình nhìn thấy là có hai giò nè các cô chú anh chị. 2 3 rồi phía trong một giò nữa là 4. 4 giò hoa. 4 rồi hoa rồi 5 giờ hoa này không biết cái này chắc cái con quá. À, 5 giờ qua, có thể là 6 giờ qua mà cũng có thể là cây con. Đó. À, nhú lên miếng nữa mới thấy. Ờ à, nhú lên miếng nữa mới thấy. Rồi, mã số 8 450k luôn nha các cô chú anh chị. 450k luôn. Mã số 9 400k. Mã số 9 400k. này 7 giờ hoa hả? Rồi cái này tại sao nó rẻ hơn tại nó ít cũ nha các cô chú anh chị nhiều giò hoa hơn mấy giò kia nhưng mà nó lại ít cũ hơn chủ yếu là mình chơi hoa xong là mình làm giống luôn nên là đó, cái cũ nhiều thì nó nó nhiều tiền hơn còn cái cũ ít thì nó ít tiền hơn đó, đây chúng ta nhìn thấy là đã một hai giò rồi hai giò đây ha rồi 3, bốn năm sáu rồi dưới đây rồi nữa là 7 rồi vậy là có 7 giò hoa nhưng mà cái này nó ít cũ nha các cô chú anh chị cái chậu này nó ít cũ À, nhưng mà nó rất là siêu hoa rất là mạnh hoa à, rất là mạnh hoa. À. Dạ, thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là chính cái mã số, chính à, cái mã số của thanh đạm à, Indo. thì cô chú anh chị nào à, mình yêu thích mặt hoa này thì mình lựa hình cây để mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Qua Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Và dạ, xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Qua Lan Quang Minh. Xin cảm ơn. À, xin cảm ơn các cô chú anh chị.